Thì là thê thảm. Hơi chưa, quá là của địch mạnh quá. Vậy bây giờ tính sao? Ai biết sao. Ê, mình còn nhiều lựu đạn lắm, anh giữ hai trái phòng thân nha. Nè, lấy đi. Trong vài phút này chỉ xài bơm hạt nhân mới được thôi. Hả? Gì? Không coi nè. Hử? Ngày 1 tháng Giêng năm 90. Gì chết rồi. Ê, làm vậy nổi chết sao? Xém chút là té rồi. Chà, sao nhiều người quá vậy? Bắn quả tiện còn bắn không chết tụi mày. Mạng hai đứa mày thiệt là lớn đó. Đừng có trốn nữa, bị phát hiện rồi. Đại ca. Đồng hàng. Đại ca, tôi không bắt bội đâu. Đại ca, xin lỗi đi. Án quan của tao cũng khá thật. Bây giờ tao cũng muốn chơi một bàn với tụi mày. Dám chửi tao à? Hả? Đâu có. Đâu có, tôi chửi. Đâu có chửi. Đâu có chửi đâu. Đại ca nghe lộn rồi. Nghe lộn rồi. Đại ca. Tôi không lắm mà. Tôi đâu có chửi. Đó. Đâu có chửi đâu. Đại ca. Đại ca. Phải không? Phải không? Phải rồi. Hai cái thằng khốn nạn này. Cả gan đi làm nhân chứng à. Để coi tụi mày chết như thế nào. Đừng có liền nha. Đừng có liền nha. Tôi không làm nhân chứng cho một cảnh sát đâu. Lời đồn thôi mà đại ca. Đại ca, tôi trọng lời nghĩa lắm. Không có đâu đại ca, nghe lầm rồi. Đại ca à. Ơ, đại ca. Đại ca, đại ca. Đại ta bị thương rồi Ký ơi. Ta trúng đạn rồi. Tôi cũng vậy. Chảy máu kìa. Lần này chết chắc rồi Ký ơi. Ta trúng đạn rồi. Hả? Anh chết rồi hả? Anh Phi à? Chờ tôi chơi. Ây da. Gì vậy? Mày đèn ở chỗ bị thương của tao nè. Sorry. Anh đây nè. Có tụi thông báo chưa? Quay. Ê, tôi đi mày. Tao đang chảy máu mày còn hút ra nữa. Muốn được ca mày chết sớm hả? Nằm xuống. Ơi, né chậm quá làm cái gì? Không phải. Uổng công thôi, kiếm tên khác đi. Mẹ kiếp đó, tao phải giết nó. Nè đừng uổng công, không nổ đâu. Tao hù thôi. Cơ hội tốt. Sao nổ vậy? Bắn đúng đi nổ. Tôi trả tôi cho anh. Qua đây mau. Ây da. Mày bắn chết nhiều thằng rồi hả? Phải, nhiều thằng lắm, nhưng mà nó còn rất nhiều người. Đừng có mất công nữa, cả bao liền ra ngoài cho anh chết một lần thôi đi. Được. Chết đi. Đạn đâu? Đưa túi đạn đi. Đưa túi đạn mau lên. Cái túi gì? Tao còn túi đựng đạn mà. Hả? Cái túi quăng ra ngoài bắn hết rồi. Vậy là đường cùng rồi. Ui, đừng có sợ. Còn cây nè. Tôi cũng có một cây. Sao không có đạn? Anh Phi à, cứu tôi với. Anh Phi. Yeah. Wow.
Lần này chết chắc rồi. Uê, giờ phút đây còn khều 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 nữa, đồ phách lối. Uê, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Coi chừng gì? Sắp chết tới nơi rồi còn rờ đẫm nữa. Số trời định, ta còn bỏ quên 3 viên đạn trong cái quần lót này nè. Ê, cho tôi viên đi. Nguy to rồi, tao đuối viên đạn vô bụng tao rồi. Chết rồi, anh chạy. Anh chạy mau, chạy. Chúng đau hả? Biết đau rồi chứ gì? Có gì nói đi. Ờ, xin lỗi đại ca. Đại ca không có chửi đâu. Ê, đừng có bắn đại ca. Đại ca không dám chửi đại ca đâu. Tao à? Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đau quá. Đau rồi. Đại ca. Đừng bắn mà. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Chửi đi. Dám chửi tao? Không dám chửi đi. Đại ca. Không dám chửi đâu. Không chửi nó cũng bắn nữa. Nè, đánh tao đi. Đánh mạnh một chút. Tôi bị rút đạn đâu có sức đâu. Không có sức thì chết rồi. Chết đi. Bắn nó mau. Lẹ lên. Có gì kỳ vậy? Nó là yêu thú. Vị lại chiến sĩ. Nó chạy vào. Chạy mau. Sao nó lợi hại quá vậy? Mày đẹp màu lớn màu đỏ nữa. Kìa điệu hạnh. Đừng có kéo tao mà, nó tới kìa. Đừng kéo tao mà, nó tới kìa. Chạy đi. Lột quần ra. Cởi quần ra. Cái gì rồi hả? Cởi quần ra. Lột quần ra nè. Lẹ lên. Chúng mày chết nè. Lẹ lên. Nó có đồng đạn nữa. Chết chắc rồi. Ê, nè, ở đây. Chết đi. Chết đi. Chó chó cứu mạng mỏ thì nhập chó chó.